Đây, mang vốn anh Toàn về mang vốn đi. Mang vốn gì đâu. Ủa sao em chốt đơn anh rồi anh đâu lấy hàng về? Đơn đơn mà ai biết đâu mà anh thấy chưa thấy hàng về á. Anh đặt mấy gì đó mấy hàng thiếu. Gì thế? Anh đi Sài Gòn rồi. Mai về. Đây, hôm nay giới thiệu với các bạn cái máy cắt từ máy cắt sắt dùng lưỡi hợp kim. Đây là lưỡi hợp kim, lưỡi cắt sắt dùng hợp kim hiệu Kaizen. Tốc độ mình có thể điều chỉnh được tốc độ từ 700 vòng tới 1.300 vòng trên một phút. Đây có một cái khóa an toàn, khi mình bật cái khóa này cái lưỡi nó mới mở ra nha các bạn. Đây mình mua ra thì đây giờ khóa, mình không bật cái khóa an toàn mà là mình không có cắt được nha các bạn. Đây, mở cái khóa an toàn này rồi kéo xuống, mình muốn cắt được cái thanh sắt thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cho nó chạy tốc độ tối đa xong mình mới cắt xuống cái thanh sắt được. Khi nãy là chạy tốc độ tối đa thì rất ngọt và rất là nhanh. Bây giờ mình sờ thử coi nó có bị phỏng tay không nha. Nghe đồn là cái máy này cắt là cái vết cắt nó ít nóng, rờ vô nó không phỏng tay. Bây giờ mình thử nè, mình rờ vô nghe xem có bị phỏng không. Ôi ngồi ngắt hả má ơi. Đây sau khi mình cắt cái vết cắt nó rất là nguội nha. Không có bị bỏng nha. Cái lưỡi cắt này thì xài rất là bền, rất là lâu. Tính ra thì xài cái lưỡi này nó sẽ rất là tiết kiệm. Cái thứ hai nữa là nó sẽ rất là an toàn, đúng không? An toàn má ơi. Rất là an toàn. Và cái vết cắt mình giữ được cái chiều sâu nó không bị hạn chế như những cái lưỡi cắt đá nó sẽ mòn dần và mình không thể nào cắt sâu được. Cắt rất là êm. Đây hiệu Kaizen nha các bạn. Đây ngoài ra Kaizen còn rất nhiều sản phẩm khác. Đây là máy cắt nhôm. Cắt nhôm xài từ, dẫn hình rất là êm ái chứ, rất là bền. Đây là máy cắt trượt, mình có thể cắt gỗ và cắt nhôm luôn. Đây. Ơi chào em. Trời ơi sao mặc đồ vest đẹp quá. Quá lạnh quá, áo này cho ấm. Lát cho mượn đi bên kia uống phê nha. Mỹ mà đa cấp lạnh quá. Ủa cho ấm. Em máy hàng đa cấp à? Em máy đa cấp anh. Đa cấp à? Đi chứ. Cao cấp luôn hả? Navi boom cao cấp anh. Navi boom cao cấp. Vậy anh nói cá chai. Đây. Cá chai gì bán cá chai gì okay. Đây là khoang pin Kaizen 615B có chức năng khoang bê tông luôn. Đây là khoang mẫu mới chạy từ máy khoang xài pin không chổi than có chức năng bê tông luôn, cái đầu bằng sắt nha các bạn, rất là chắc chắn mà giá thì rất là mềm. Đây là gì đây? 618B cũng có chức năng bê tông luôn, đầu sắt nha, rất là chắc. Nghe tiếng máy là biết mạnh rồi. Trời ơi, đây là anh Sơn nha.
anh Sơn biến thế, ảnh là sale kỳ cựu ở công ty Mạnh Tính nha các bạn. Anh này nghe đồ anh đi lừa đảo dữ lắm, nói chơi thôi chứ anh dễ thương lắm. Anh qua lần nào cũng bắt mình trả tiền cà phê chứ anh chưa bao giờ trả cho mình ly cà phê nào cho các bạn. Thôi bây giờ mình tham quan cái chương trình, cái gian hàng bơm Navi. Đây bơm, đây là bơm cánh ghép nha các bạn. Bơm này hút sâu đẩy cao nha các bạn. Hai cánh luôn. Rồi. Ông chủ này ông cũng chịu tốn kém ghê, ông cắt ra 1/4 của cái máy bơm mà để trưng bày bên trong cho các bạn xem. Đây, đây là bên trong cái bơm Navi nha các bạn. Rất là đẹp. Đây là bơm tăng áp. Đây bên trong bơm tăng áp. Cái rotor rất là dài. Đây, rotor rất dài. Cánh đồng. Cốt inox. Còn đây là bơm chìm. Bơm chìm NV 750. 750 có nghĩa là này là 750W, 0.75kW là một cửa 1HP. Xài tụ 25mm, rất là khỏe. Bơm này là bơm loại bơm bơm hút nước sạch nha các bạn. Đây, đây cũng là một mẫu bơm tăng áp. Đây là bơm DC, dùng để bơm nước ghe, ghe tàu gì đó, hoặc là bơm hút nước hồ cá cũng được nha các bạn. Đây, bơm Navi rất là nhiều mẫu mã, rất là chất lượng. Ủa em, anh mới lên. Dạ. Bắt tay cái. Anh mới vừa lên tới luôn á. Đây bơm DC. Bơm nước ghe 12V, rất là nhỏ. Nó mang đi có món 12 à. Đây là bơm Navi dòng bơm Super, bơm này bơm đẩy cao. Cột áp rất là cao nha các bạn. Còn đây là bơm Z, còn gọi là bơm đầu lợn. Mấy anh thợ hay gọi là bơm đầu lợn tại vì cái đầu nó giống đầu con lợn. Đây. Navi có rất là nhiều sản phẩm. Đây là dòng bơm lưu lượng. À đây là con bơm lưu lượng, con này là 2 HP, hút xả 114. Đây hút xả 114. Đây cái cánh rất là lực lưỡng luôn, cánh rất là cao, cái lưu lượng nước rất là nhiều. Đây, các bạn xem cái cánh, là nhìn cái cánh thôi đã biết cái bơm này nó mạnh cỡ nào rồi nha. Đây là con bơm 1.5 HP, hút xả 60 nha các bạn. Đây nhìn cái cánh rồi, mình nhìn vào cái cánh là mình biết con bơm này nó có mạnh hay không, là do là cái cánh này, một phần là do cái cánh này và một phần là do công suất máy. Đây là con bơm đầu chuột. Sở dĩ gọi nó con bơm đầu chuột là vì cái đầu nó giống cái đầu con chuột, đầu nó rất là nhỏ. Bơm này thích hợp là đẩy cao nha các bạn. Bơm này đầu inox, bơm này có thể là bơm nước thải hoặc là bơm hóa chất nha các bạn. Đây cánh inox, cốt inox 304 hết nha các bạn. Cái này là dùng, có thể là dùng để bơm hóa chất, đẩy cao cũng được luôn, rất là khỏe.
Bữa nay mời cô bé nào đã, ngồi nhà hàng mình thế. Cô bé rất là xinh đẹp luôn, cười rất là tươi. Đây, đây là con bơm tăng áp. Như bạn đã thấy rồi đó, cái rotor rất là dài nha, dài hơn tất cả những cái bơm khác luôn. Đây, dây đồng 100%. Đây là phốt bơm, phốt bằng inox, cốt bằng inox luôn. Cánh thì bằng đồng, đồng thao nha các bạn. Đây, dòng bi sử dụng dòng bi C và U, dòng bi tiêu chuẩn của Trung Quốc. Dòng bi này ngang ngửa với dòng bi của Nhật nha các bạn. Còn đây, đây là anh Long bụng bự. Ảnh là sale của bên công ty HTC. Ảnh tuy cái mặt rất là đẹp trai nhưng mà ảnh có biệt danh là Thánh Ăn Trực. Ảnh đi đâu ảnh ăn trực tới đó. Đây đã có lắp sẵn một cái bể để mà mình test thử những cái bơm. Đây là đồng hồ áp để test áp của cái máy bơm nước đó các bạn. À còn đây là anh Thương. Anh Thương anh có vợ rồi nha các bạn. Có những cô gái nào mà chưa chồng á, tránh xa anh giùm nha. Né né anh ra cái. Đây, đây là trung tâm triển lãm ở quận 7. Trưng bày rất là nhiều sản phẩm nhưng mà mình không thể nào mà đi hết được. Ủa hẹn anh Phương đâu có trưng bày à? Vậy là chỉ có bên anh Lộc với lại bên bác Mạnh không đúng không? Đây là gian hàng Senka nha các bạn. Phụ kiện Senka. Phụ kiện rất là chất lượng mà giá thì cả thì cũng rất hợp lý. Đây là những cái rotor mang thương hiệu Senka thì rất là đẹp, rất là chắc. Đây, cái đầu lam này nè, cái cổ góp này nè, sử dụng cái cổ góp AG nha. Cổ góp hiệu AG. Thường những cái máy mà mang thương hiệu chất lượng đó người ta sẽ sử dụng cái cổ góp có chữ AG như thế này. Mờ quá. Em gọi xa xa rồi. Cổ góp AG thì nó rất là bền. Nó không có bị bào mòn quá nhanh như so với những cái cổ góp khác. Đây, nó mờ quá, điện thoại mờ quá các bạn. Đây. Đây chữ AG đây. Rotor được đai rất là chắc chắn. Đây. Rất là đẹp. Cái này là máy cưa gỗ Makita, cái ruột của máy cưa gỗ Makita. Đây là dòng than than Cro. Dòng than Senka, dòng than Cro các bạn. Còn đây là dòng Standard. Dòng này là dòng rẻ tiền. Còn dòng này là dòng chất lượng, giá thành thì nó cũng hơi đắt hơn dòng này tí thôi, nó cũng không đắt lắm. Đây là phụ kiện Senka. Đây dụng cụ đồ nghề. Đây. Những cái đầu tiếp như thế này làm bằng thép nguyên chất nha các bạn. Rất là cứng. Lưỡi cắt kính. Đây là lưỡi cắt kính. Đây là lưỡi cắt nhôm. Rồi dòng này là dòng cao cấp.
tản nhiệt bằng đồng nha các bạn, khe laser. Đây là khe laser tản nhiệt bằng đồng. Khi mà chúng ta cắt thì cái lưỡi này nó sẽ sinh nhiệt, và sinh nhiệt nó sẽ gom vào bốn cái nút đồng này. Làm cho cái lưỡi của mình nó không bị trao, nó không bị biến dạng.